Tôi tên là Hồ Văn Tây, gốc Bác ở thành phố Vĩnh Long, rồi Tam Bình, rồi đây là chỗ này tôi ở hiện giờ, đó là xã Xuân Phú, là nơi chôn nhau các đúng. Năm 1947, thì năm đó tôi đang học ở Sài Gòn, thì cái phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn á, biểu tình chống Pháp, thì tôi tham gia đó, rồi tôi trốn ra Đồng Tháp 10. Tôi vô Đồng Tháp 10 thì tôi vô cái ngành điện ảnh. Nó đặt cái, lúc đó là cái tên là Tổ Điện Nhiếp Điện Ảnh Khu 8. Ra Bắc thì tôi về xưởng phim Việt Nam. Biên chế tôi từ ở ngoài Bắc, ngoài Nam vô, ngoài Nam ra. Học tình hình nhiệm vụ mới đó, học là chính phủ mới đó, mới là đưa về xưởng phim Việt Nam ở Hà Nội. Tôi làm việc ở đó một năm thì được đưa đi học điện ảnh. Sau đó tôi về, tôi công tác tại cái phim thời sự tài liệu của xưởng phim. Hiệp dân Pratica, bóng sai trong năm 1975, cả nạ Pratipu lấy bạc quân lực Việt Nam, anh chơi tới thuê tôi sẽ nạ cách chia mất tập hiệp nâng bạc của mình đi Campuchia. Chắc chai lớn đôi Xuân Thành, nhẹ bên trắng Xuân Thành Lê Dùng. Mẹ tay sẽ cái đấy Lâm Trần Tam sẽ cái đấy anh chơi rồi bỏ cả nạ cam ma thị ca nê mà châm bạc công mình đi Campuchia cả nạ pro tịp phu nê bạc quân lực Việt Nam đại miên sẽ mạng mất lê dân lê kha ti mùi nê cả nạ cam ma thị ca mà châm bạc chia nẹ đất nóm ban anh chơi tờ thua tôi sẽ nạ cách chia mất tập hiếp nơi Campuchia hai đại ban anh chơi tờ đo ti krong Phnom Penh nơi tháng ngày tì 27 khai cắt cắt đá, năm 1975. Tổng mặt mất lột xó, chỉ ạc kẹt lệ kha nê kẻ nặng mật châm bạc của mình đi Campuchia. Rùm chìa mùi nâng bản đa tổng mặt mất, nẹ đất nôm bạc nâng cách ca rọt khang Campuchia chỉ tràn nét. Ban anh chơi một đôi trong nót dân hoa vô trần tống, rùm chăm thơ bạc đệ xoan tha rực cách. Nâng cả nạc ra tiệc khu nề phạm quân lực co Việt Nam đôi mê trây sân đất ná đòi xa mực kỳ nâng mất tập hiếp chìa phía cả rạc giang cọc cả đáy bồng phật. Là năm 76 thì Bôn Bốt Yên Sa Ri có mời sang, thì tôi đi cái phái đoàn báo chí của Việt Nam. Lúc mà Bôn Bốt mời qua đó thì nó đem xe, trong đó có hai chiếc xe bọc thép. Kỳ thật ra là nó mời nhà báo sang, nhưng mà xe thì nó đóng bít bụng hết. Ngồi trên xe, cửa nó đóng hết. Nhưng mà mấy cái kẻ hở mà mình thấy đó, là nhà cửa đồ tan hoang hết. Cây cối nó đốn mấy cái cây dọc đường. Cái cột mà để bao nhiêu km tới Nobel nó cũng lật đi hết. Ngày hôm sau thì gồm có Pol Pot, Yên Sa Ri, Hưu Sinh Phôn. Với một người đàn bà mà tôi quên tên rồi, không biết bà nào. Tiếp ở cái nhà chánh phủ mà chỗ Yên Sa Ri làm việc. Ý của họ mời qua, Pol Pot mời qua là báo chí phản ánh làm sao là giải phóng bao nhiêu tháng rồi mà tình hình Khmer vẫn yên tĩnh, không có vấn đề gì xảy ra hết. Thì có cho tụi tôi vô xem Angkor. Nói thành phố ở cái khu di tích Angkor vẫn an toàn, không có hư hao gì hết. Ngày hôm sau thì cho đi tới Bắc Tập Bon. Thì một ngày ở Nông Ben thì vẫn đi xem cái tổng tham mưu lại với sông Tông Lê Sáp. Về Nông Ben thì bữa sau thì các vị chánh phủ đó tiếp nữa.
Bữa sau thì cũng Pol Pot đi Seri Khun Sum Phol tiếp. Tiếp cái đoàn đó. Hỏi chưa bây giờ đi vậy thấy yên tĩnh không? Thì cũng mình cũng trả lời yên tĩnh. Tại vì họ nói vậy, nhưng mà khi mà mình quay cái chỗ không cho lại gần đâu, mà đứng xa mình quay là cái nhóm phụ nữ đó. Đây là nhóm con nít nè. Đây là nhóm này là làm ruộng đó. Nó che ông kính lên, nó không cho quay. Mà dừa nó rụng ngoài đường tùm lum, mà cỏ nó cũng mọc ngoài đường hết. Chợ mới á, còn chợ mới thì dừa nó chặt tùm lum tà la, nó không có nó, còn chợ tàn hoang hết, nó đâu đi xem chỗ đó. Tàn sát ở Tân Biên và ở Tịnh Biên đó. Thì lúc đó là quay chính thức. Rồi từ đó quay cái gì thì được phát. Lúc đó là tôi đi cái chiến dịch biên giới Việt Nam Campuchia là Tà Hét. Nó bị ba sư đoàn của Khmer Đỏ bao vây bên đó. Thì cử một cái sư đoàn của mình qua chui vô để đánh cho Tôn Toan ra. Thì tôi đi theo cái sư đoàn đó vô. Đó sáng, buổi sáng sớm lên phòng mới đi qua chỗ sư đoàn đó uống trà, tôi còn ngủ. Thì cái đội cái tổ tuần tiểu cái khu vực đó nó về, nó nói ở trong đó thối quá đi, trong nhà tù xô lên đi ngang đó thối quá. Khi đó thì phá cửa đó, cửa phá rồi vô. Vô thì đầu tiên thì nghe tiếng khóc, nít khóc. Trẻ con á, nghe tiếng khóc thì mới là chạy xuống coi hay sao. Thì một đứa thì nó có quải, nó đói quá đi. Còn mấy đứa thì khóc, một đứa thì rên, thì nằm rên. Thì mới là liền lúc đó mới là kêu bộ đội Campuchia, mấy cô gái y tá này kia chạy vô, mấy cứu đem sữa đồ cho uống rồi nó tỉnh dậy chứ nó không có bệnh gì hết á, nó đói quá nó lả rồi. Rồi một mặt á thì kêu y tá rồi lại khiêng về. Còn quay phim á thì vẫn quay. Đi lại cái chỗ thú nhất thì vô cái tầng lên tầng 2 thì thấy phòng nào cũng có người nằm đó, mà xinh xinh đó thôi. Nằm trên cái giường sắt mà hai tay thì còng xuống cái thân giường, người nó xinh lên rồi, người nó bị trương lên rồi, thối rồi. Mà dòi á, nó đã bò lóc ngóc. Có con gà trống lại mổ ăn nữa. Quay được luôn cảnh đó. Và đi á, nghe lụp đạp dòi á. Như vậy á, là đi cái dãy đó là 12 phòng. Phòng nào cũng có người nằm vậy. Đàn ông có, đàn bà. Đàn bà tóc nó dài hơn mà. Nó rủ rượu nó rã. Nó đánh chỗ nào thì chỗ đó bây giờ tấy lên hết. Mà dòi bỏ rồi cũng nhiều quá.
Thì tụi tôi quay nó nhiều nữa, nhưng mà tụi quay khoảng chừng 7 phòng. Nó cũng giống giống nhau vậy, thành ra thôi quay 7 phòng rồi xuống. Xuống quay với những cái dụng cụ tra tấn rồi chìa khóa, những cái khóa đó, đều mang chữ Trung Quốc hết. Khi tụi tôi quay cho tới 10 giờ, tụi tôi xuống thì đề nghị cái chính quyền Campuchia ở cái mới thành lập mà nó cho dầu đốt được chứ không thôi nó ô nhiễm hết cái phố này, hết cái thị xã này, thành nó họ đốt liền. Đó mấy người Campuchia họ mới biết là chỗ đó nó giam người, chứ hồi trước là trường học họ đâu có biết, mà cũng họ không biết Nam Giang là chỗ nào nữa. Đảng Cộng sản Campuchia thì ít một hai người thôi, chứ còn đa số là cái người mà nó cho là phản bội Pol Pot, thì nó cho vô đó. Có ba loại, cái loại cộng sản là ít thôi, còn cái loại không cộng sản là bình thường, mà nó nghi là liên lạc với cộng sản, làm việc cho cộng sản, mà kỹ thuật họ không có làm. Cái thứ ba là làm viên chức như làm xã gì đó ha, rồi nó nghi là thằng này cộng sản. Nông miền bông ôn miền phù ấy còn thư ca khang vô than áp rẻ nâng còn có nì đã đồng mong áo bình đồng mong ở thư ấy dân tư bà lòng thấy hãy có chọp thấy có áo mà thư ca nơi trạm tí tu sài nha cho thư chìa cầm co chìa săn sọc ấy thế của dân châu một đó tập bốn dân châu làm toàn chỉ bình sệt đấy cái than này ở dân ruột đom dân mưa thời ca nghe bờ tha dân thời ca là ô cái ao châu bình sệt ấy như thế này về đại châu tới miền ngàn trường ngôn đấy tu sải miền thông á bà về miền thông chuyên lần bị đòn nữa. Vì sáng ách bằng tẹt chung với nhá, sẽ là bọn tù sáng cho đó sáng ách cho ngôn đó. Tuông bạch, bộ môi bạch bởi lắm anh khi ông kêu đồ ca nghe mà càng kháng xếp cách mình. Xếp cách ở đôi thác bác bạc khai, bác co. Dây rương khác, châu kháng krom sơ biên bóng, miền co. Mình trái sạch, mình sạch bù, mình bệnh cát, mình sạch, mình ấy nâng. Báo chỉ riêng rõ khai, nhưng báo vì mình nạ kia rọt máu. Giờ chạy áo nẹ thuê ca. Mình nẹ đôi thai dân từ đàm chê đàm ấy đó đồ chi tới khơi miền chẳng có nom thì à là khá tới bọt chừng ấy chẳng tới
có cái đây tới bị khơi mì hê chắc nè có nòm nếp áo đây đôi đôi áo tam khía đó tam khải nhạc lại thơ ca nóng nếp khoa khỏi cái vừa ăn miên nẹ nơi khẽ ăn màu chỗ lên nóng là bóng nâng bóng xa đạm tí nơi tam khởi kia nóng miên nẹ thơ ca nó đầu khơi mình nẹ bán chân tới chuôn ca tới nẹ khá nơi cùng chê nâng tự co do con chê đám vững đòi rư chê nâng vì vì đầu tới vì sốt chòm chiến đồ co tới co à con chê là máu đòi ảnh chiến nâng co non liệp ở lên chân ở là co lại nâng thì tới cái mà co cái sợ chậm bạch tới khơi miên chúa nơi nè không cái lại nâng ngặt bán đấy nè đồ sai lang nẹp sen cái tới cái việt na cái bán cái tới cái khơi chị bán thì chờ nó lại là tụm na đầy miền bằng uối chứ uối tới đầy miền nước bài chị chuồn rong cua bò ấy cái đắng nhưng mà đắng cái con là miền nẹp chị bán nè khởi ở kia chờ chị chờ khởi ở kia nữa nhóm con là bồ dây cài cho cài lá khơi chứ ăn không lấy nó còn bán lấy nhá chứ ngày muối chơi phía ra nó có thực hà họt nươi giống họt nươi về tới có ngày tròn đó cái tranh thực hà có qua thầm ra nó không đàm đồn nè có thầm ra tới rồi riêng luôn luôn mình tới tới khi mình đi stray mình nè liệt khao đào mà rồi quạt nữa rồi quạt hà nâng phải việc mọi lớn này liệt khao có đôi khao có hôm khao lương ấy giống đấy đào mà rồi cọt nó cọt có nhẹ láng đó sài láng nhẹ co không biết nữa nghe tới co nơi cờ ở kia đi nữa nó co tới sao mà khơi nhẹ xịt máu đại xịt khảo clay đôi cọt khơi chứ hơi đầu bị co tới sao cọt khơi chứ co phải cái ai lôm đại đại dương co cài rồi mía đừng bình tới hơi cọt có đại cho những con đứng về nhóm thứ là hồ tới đó đi cậu pí ban kì ao nhóm tới khang ai xa cậu pí nó đây xa miền khang America mà thứ mà thon mấy cái phim ấy nhóm có đi tới tới khang ai xa nó tới riêng khang chạy tới thon mấy cái phim cái riêng nó riêng cái mà ao thứ ăn vót to luôn thời dân có khi mau phần riêng to đo lại nhưng mà khai đó thời dân có chập đam là hồ đó kia liền to là crop field ở tới hay bán cái thứ chỉ album đạn nòng album kia rụp đại kia đặt hơi nữa hay đâu bây giờ field lúc thì liền cái hái cái đạn nòng sơn plastic rồi hái cái đạn nòng pop cái đạn mà tròn tiền hay cái thứ cắt lọc bị lấy mùi chuẩn rong cua đại mà đo tua sải cái thọt tục chẳng á, miền đang chuột, rụp thua từ ruộng đặc cam, rụp đôi thà, rụp, bề đại suối sầm lá, hay sạp cái từ cái thọt chẳng cua ấy chuẩn rong cua đại, cho mà đo tua sải trời ca thọt rụp từng oai chẳng á, hay nâng cái, nâng rụp, rụp thọt mà nẹ, cứ rụp thọt chuẩn rong cua nè, hay miền ca thua ruộng đặc cam đặc nọ đại ấy rụp nữa. Bộ mưa nó không ai cả xá cái chân là cháu thật bọt ông khá nó chỉ xe A, cá xe B nhá. Phía chân là bộ mài khổng này ai nhá. Bị chìa chôn tích nhá. Xa bộ thể hiện luôn nó lấy cái tích đây. Vì chân là bộ mài khổng này ai nhá. Tam chạm màu bị tam con bộ rồi cứ tam phùng phía ấy cái màu nhá. Phía chân á rồi chạp mê máu nó máu từng câu nó chạy gây máu chẳng nè chạp nó vì dân chú bà nhà bà chôm đó thò ai xa nâng vì căn là chạy chạy nâng đôi nghe vì à xó bò xe mà đáy vì ai giả lục chẳng hay ai xa khá vì phôi vì xua vậy chẳng nâng bà nhà bà chôm nâng nè đại cơ nè đại mình đăng vì phổ bọt như chăng nữa
dân đăng thao bị chân non mùi mòn mùi cứ miên ách xa nó hơi tạ tàng rồi mẹp hồi mê chân non cười bạn đăng.